Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Ngoan TV. Các bạn ơi, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cái TV này nó bệnh, cái màn hình nó tưng tưng mà màu nó cũng sai các bạn. Mà nó chỉ có một phần nhỏ ở dưới thôi các bạn. Nhìn thấy khó chịu ha. Và đây là cái kết quả mình đã xử lý thành công các bạn. Đây là ban bệnh cũng khá đặc biệt các bạn. Còn đây là tổng quan nẹp gỗ của chiếc TV này các bạn. Mình chỉ quan tâm một số điểm sau đây. Các bạn cùng xem một số mức điện áp tại các điểm sau đây nha. Bây giờ ta sẽ loại bỏ hai điện trở nối vô NLC1 và NLC2 nhé các bạn. Bây giờ ta sẽ nối NLC1, NLC2 từ màn hình vào VGH nhé các bạn. Kết quả ta sẽ thu được điện áp như thế này các bạn. 26,5V. Cận cảnh cái đường mình nối nè các bạn. Các bạn nhớ nối dây kỹ nha các bạn. Và đây là kết quả mình thu được trên màn hình nè các bạn. Nhìn cũng tương đối được nha các bạn. Màn hình này thì cũng không đẹp mấy nhưng mà mình vẫn khắc phục được hình ảnh như thế này là khá tốt rồi. Nhìn từ xa thì đây là mối nối từ mé bên này qua mé bên này là các bạn. Kết quả ta thu được hình ảnh như thế này các bạn. Các bạn mà có ý tưởng nào hay hơn thì hãy giới thiệu cho mình biết nha các bạn. Và cho mọi người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.